xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video mới của Tới. Thì đầu tiên thì Tới xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã ủng hộ Tới trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay em cũng xin review, đọc hợp review cái bộ tủ lau bô mà em mới về cái hàng của mình, nhập số lượng lớn, mới về cái hàng của mình. Em sẽ mở review cho anh chị mình xem. Đầu tiên thì cái đây là cái kích thước của nó nè anh chị. Hai đây cái kích thước của bộ tủ nè. Anh zoom gần đấy này cho khách coi nè. Đây là cái thông số mà sau khi đóng gói nha anh chị. Cái này thông số sau khi đóng gói ha, là 62 x 49 nè, nâng nhân 50 cm. Và bộ tủ này luôn thì có đi kèm cả cái gương. Cái gương có cả cái cậy để đồ luôn anh chị. Thì bây giờ em sẽ là mở ra cho anh chị mình coi ha. Em mở khui cho anh chị mình coi. Cái cửa hàng mình thì nằm ngay mặt tiền đường lớn nên là nó hơi ồn anh chị. Mong chị không thông cảm á, anh chị mà xem video hơi ồn thì anh chị thông cảm giùm em. Hôm nay chủ nhật cuối tuần. À. Đây. Đầu tiên ha là cái phần sứ nè anh chị. Cái chậu có mặt phần sứ nè. Khá là đẹp luôn ha, men chống bấm bẩn. Khá là đẹp luôn, khá là xịn sò. Để riêng bên ha cho anh chị mình ha. Đó. Khá là xịn sò luôn. Rồi. Còn đây là cái phần tủ. Rồi. Đây là phần tủ. Cái này là bằng nhôm nha anh chị nhá, tủ này bằng nhôm nha. Cái này bằng nhôm nha anh chị, bằng nhôm sinh tính điện nha. Cái này á, cái hiện tại đây nó còn một cái lớp ni lông nè. Đây còn lớp ni lông để chống chống chày á. Khi nào anh chị mình xài thì mình tháo ra. Đây có một cái ngăn nhỏ và là cái nắp này mở ra nè. Đó, tủ nè. Có cây trợ lực đó anh chị. Nó tự động đóng vô. Khá là xịn sò luôn. Đây là bộ ốc vít đi kèm. Ốc vít đi kèm để bắt cái tủ này ha. Đó. Tiếp theo là cái gương. Đó. Nó sẽ đặt lên như thế này. Đó. Khá là xịn sò ha. Đó. Tiếp theo. Cái gương. Cái gương này luôn có nó có những cái cậy anh chị. Cái gương nó có những cái cậy nó hay lắm. Đây bộ vít để mà bắt cái gương. Khá là đẹp luôn nha. Gương chân thật không sống ảo như app nha anh chị. Gương chân thật không sống ảo như trong app á. Đây tủ mở ra. Đó. Bên đây có những ngăn để đồ nè, để chai xà bông rồi nè, kem đánh răng hoặc là phụ kiện gì đó. Đó, xà bông gội đầu nè. Có nhiều cái. Đó, hai bên một bên ngăn nhỏ nè. Tiện lợi bên đây nè, đó một bên là cái gương và mở ra. Đó, khá là đẹp luôn. Rồi, bây giờ thì em sẽ treo lên tường thử. Gắp lên tường luôn cho anh chị mình ngắm thực tế ở trên tường nó sẽ như thế nào ha, đẹp lung linh thế nào ha. Anh chị chờ xem nha. Anh chị hiện tại thì tớ mới vừa lắp xong cái bộ lên cậy nè, nhìn rất là xịn sò luôn không? Nãy bề ngang của cái mặt chậu này anh chị để cho anh chị coi ha, bề ngang của nó nè, nó là 60,5, còn trong tường đi ra chiều sâu vô á, nó là 47 cm, đó khá là xịn sò luôn. Ở cái bên dưới này nè, ở trên này là cái cậy nè, mình có thể lấy xà bông nè, để xà bông bên trên cậy nè, xà bông dầu gội đầu hoặc là những cái gì đó, càng bên hông này có thể mở tủ ra. Có được luôn cả cái để khăn cũng được nè. Tiện lợi có 3 ngăn để đi đâu rất là nhiều luôn. Để đồ rất nhiều cho em phụ nữ thì sữa tắm này kia rồi á thì để rất là nhiều luôn, tiện lợi luôn ha. Ở trên ở dưới nè anh chị. Đó, ở dưới nữa, hộp tủ dưới nữa. Đó, kéo ra. Mình thân để khăn được nè, hoặc để chai dầu gội được cái đây này nhiều lắm, nhiều thứ ha. Rất là xịn sò luôn. Nó có cái ngăn nhỏ nữa. Mình không tiện để ở dưới mà để trên được cũng được nè. Đó. Và cái nắp tủ này trợ lực nè. Đó, bỏ lên. Đấy tự động đóng vô. Nó tự động chạy vô. Khá là xịn sò luôn anh chị. Đó, khá tuyệt vời. Vòi nóng lạnh thì mình xài vào lạnh thì lấy vào lạnh mình xài, không mình xài vào nóng lạnh. Đó, khá là xịn sò luôn. Thôi, chắc chuyên mục review sản phẩm của em đến đây là tạm dừng thôi. Thì cảm ơn tất cả anh chị nãy giờ cũng đã xem video này của em. Nếu như anh chị mà quan tâm sản phẩm này có thể lên inbox Zalo của em sẽ để trên màn hình. Và giá thì em sẽ không công khai, tại vì giá em đăng trên TikTok nữa mọi người. Đăng lên đó là không khai giá là nó chặn video không đăng được. Đó, giá thì nó nhỏ thôi, anh chị cái inbox Zalo em sẽ tư vấn cho anh chị mình, báo giá cụ thể cho anh chị mình luôn. Đó, về cái bộ phụ kiện ngày hôm nay em review cho anh chị mình. Thì bên cạnh đó em có bán rất là nhiều loại như vòng cầu nè, thiết bị vệ sinh, nhà tắm, gạch men, đồ, tất cả mọi thứ đều có hết. Cây sen tắm nóng lạnh cũng có hết luôn. Anh chị nào cần hàng thì có thể là tư vấn cho liên hệ bên em, số điện thoại để trên màn hình. Cuối video thì em cũng xin cảm ơn tất cả anh chị đã xem video nãy giờ của em. Hẹn tất cả anh chị trong một video tiếp theo. Và nếu thích video này cho em xem một đăng ký kênh nha, một lượt chia sẻ video này. Em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.